Hoàng Audio xin kính chào toàn thể anh chị em. Hôm nay em lại tiếp tục về được một lô mic dòng cao cấp của hãng Beyer, vỉ tím tự ngắt. Đây là đời cao anh em nhé. Đấy, nhìn hộp này như mới này, nhưng mà là hàng, lại là hàng bãi nhé. Đấy, em về được 450 bộ, toàn bộ là còn nguyên hộp hết. Nhưng mà hộp này là cái sàn này chắc là nó cẩn thận khi mua hàng này, nó giữ lại hộp. Bây giờ nó bán lại cho mình thì nó để nguyên cả hộp cho. Thế là đóng gói vận chuyển đi rất là đảm bảo. Tay mic khá là đẹp. Đấy, nó còn được rơi vào tầm 80%. Đấy, qua tổng cộng là 40 bộ. Em mở thí nghiệm ra 2 bộ thôi. Từ A đến Z là Beyer hết nhé. Đấy, nó còn zin nguyên bản hết. Tất cả những cái tem mà có côn này nó còn nguyên. Đấy, đây là cái côn, cái đời côn này cũng là cái đời côn khá là cao của Beyer rồi. Và dòng này là dòng tay cao nhất hiện tại nhé. Đấy, dòng này là dòng tay cao nhất hiện tại. Ánh sáng màn hình đèn màu cam và đầu thu cũng màu cam. Và đầu thu rất đẹp. Quên mất không mở ra cho anh em xem cái mạch vỉ, nhưng mà đây là vỉ tím nhé. Đấy, vỉ tím. Đấy, đúng Beyer luôn. Giá cũng khá là đẹp cho cái thời điểm hiện tại bây giờ. 2.200.000 bao ship toàn quốc, đầy đủ dây giác phụ kiện. Đấy, mã là Beyer BS3000. Đấy, chuẩn công ty Beyer luôn nhé. Và cái lô này cũng đẹp cái là đúng tên luôn. Đấy, Taiwan Canon, mic của công ty của Đài Loan nhé. Tiếng thì rất là hay và tay rất là đẹp. Tại vì ở bên kia ấy, bây giờ chỗ nhà em nó đang làm công trường ồn quá, anh em thông cảm, có nghe một chút. Ở bên kia cái tay này mic nào nó cũng dính tí băng dính ở đây để nó dính cái số vào. Đấy, thế là những cái chỗ này nó cầm lâu ngày thì cái màu ở những cái chỗ này nó sẽ bạc đi so với những cái mà nó quấn băng dính một chút. Đấy, hình thức thì nó đẹp vào tầm khoảng trên 80%. Giá là 2.200.000 bộ nhé. Đấy, vỉ tím có tự ngắt, tay đời cao nhất bây giờ. Và đầu thu nhìn rất là sang chảnh. Số lượng thì không có nhiều, chỉ có 40 bộ thôi. Anh em nào mà có nhu cầu, đang muốn tìm kiếm một bộ mic hay, nhẹ, dễ hát cho gia đình thì liên hệ với em theo số điện thoại 0967 851 866. Em ship series toàn quốc nhé. Lên 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2. Tiếng thì rất là ngon, rất là dễ hát, dành cho hát karaoke gia đình thì rất là hợp. Giọng yếu, giọng nào cũng hát được hết. Anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ với em nhé.